theo chúng ta nghiên cứu sang cái phần là máy điện xoay chiều thì thầy sẽ tập trung vào máy phát điện xoay chiều một pha và sau đấy là máy biến áp. Thế thì cái máy phát điện xoay chiều một pha nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý hoạt động của một cái khung dây quay ở trong từ trường. Thì khi mà cái khung dây quay trong từ trường thì nó phải có cái từ thông. Ở đây thầy có cái từ trường đều này. Trong đó B là vector cảm ứng từ và đây là một cái khung dây để cho đẹp ta vẽ hình tròn, không? thì vector S ở đây tức là cái vector diện tích ở đây là các em biết là một cái bề mặt như này thì bao giờ nó không có một cái vectơ pháp tuyến là n. Nhưng mà để cho đơn giản thì thầy lấy cái diện tích của nó thì nhân với n này để nó ra một cái vectơ có độ lớn bằng diện tích nhưng chiều của nó là pháp tuyến ta gọi là vectơ diện tích. Còn bạn nào không thích có thể đặt đây là n nhưng mà các em sẽ phải nhân s vào. Thế thì ở đây thì chúng ta biết là cái khung dây nó sẽ quay và cái góc giữa b và s này nó sẽ là góc alpha đúng không? Nếu ban đầu chúng ta có góc của nó là góc phi thì theo thời gian t nó sẽ quay với vận tốc góc omega trên nó sẽ có thêm cái góc nó là omega t cho nên góc alpha này bằng là omega t cộng phi, được chưa nào? Và từ thông phi B thì được tính là bằng cái lượng từ trường mà chảy qua cái diện tích khung dây này và được định nghĩa nó chính bằng là bằng, bằng à, B nhân S cho nên nó bằng N nhân B nhân S nhân cốt omega t cộng phi. Nó là một cái đại lượng vô hướng. Thế thì cái điểm cần chú ý ở đây á nhớ này, phi này là cái góc ban đầu của B và S Do đó nếu như các em có B ở đây và S ở đây này, B ở đây và S ở đây này Thì cái góc phi này ấy, là nó sẽ dương nếu mà khung dây quay như này Khung dây quay như này Nhưng mà nếu như mà B ở đây mà S ở đây Thì góc này cũng là phi nhưng mà nó quay như này Thì các em cho thấy là trong quá trình nó quay như này Thì cái phía bên này phi nó sẽ âm Bởi vì phi này phải lệch về phía Theo cái chiều quay thì phi mới được lấy dương Được chưa nào Đấy, cho nên là người ta cho cùng góc lệch nhưng khi đưa vào biểu thức thì phi có thể dương hoặc âm mình chưa biết đâu cái này là rất hay bị hỏi ở trong các cái câu hỏi bây giờ thầy sẽ cho các em một cái ví dụ Rồi, một cái khung dây phẳng diện tích 0,5 5 mét vuông gồm 150 vòng dây như vậy n ở đây là 150 nhé đặt trong từ trường đều bằng 0.2 tesla góc giữa vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây bằng 60 độ các em tưởng tượng mặt phẳng bằng này mặt phẳng không khung dây này thì cái góc này là 60 độ cái góc này là 60 độ này đúng chưa tính từ thông qua khung dây thì các em tưởng tượng đây Nếu nhìn từ trên xuống ở đây là cái cái khung dây Thì cái vector cảm ứng từ đây và góc này là pi trên 3 Nhưng vấn đề là chúng ta chưa biết cái vector S được chọn như thế nào ừ, Do đó mà chúng ta sẽ có là Phi B thì bằng B nhân S nhân cốt phi N đây là số vòng dây Nếu mà một một vòng dây thì chúng ta lấy N bằng 1 Thì đây bằng N nhân B nhân S nhân cốt phi Cái lúc ban đầu đúng không Thì vấn đề là phi như thế nào Nếu B ở đây mà S ở đây Đúng không Thì chúng ta sẽ có là gì Cái góc phi là góc này còn nếu mà S mà lại ở đây thì góc phi nó sẽ là góc này. Đúng chưa? Như vậy phi nó có thể góc này là bằng pi trên 6 nhưng mà cái này có thể là gì? 5 pi trên 6. Nhưng mà chưa chắc đó là pi trên 6 và 5 pi trên 6 bởi vì còn tùy vào cái chiều quay nữa. Nếu như mà S ở đây mà nó quay lên như thế này thì phi nó sẽ âm pi trên 6, mà nếu quay theo chiều này thì dương pi trên 6. góc này cũng thế, cho nên phi chúng ta sẽ có thể nhận giá trị là dương hoặc âm pi trên 6. Ở đây hoặc là dương hoặc âm là 5 pi trên 6. Bốn khả năng. Bốn khả năng này khi thay vào công thức này chúng ta sẽ có nó sẽ bằng cộng trừ 13 v Được chưa? Các con số này đơn giản này, 150 vòng đúng không? Từ trường là 0,2 Tesla đúng không? Diện tích thì bằng 0,5 mét vuông đúng không? Còn cốt của hai cái này thì lấy cộng trừ căn 3 thế này, tính ra được cộng trừ 13 v Cái này rất đơn giản. Bây giờ khi khung dây quay trong từ trường như vậy thì chắc chắn là theo cái định luật cảm ứng điện từ thì trong khung dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Và cái biểu thức suất điện động đấy thì các em biết cách tính rồi. À, U nó sẽ bằng trừ của d phi b trên dt tức là trừ của phi phẩy theo t tức là đạo hàm của từ thông theo thời gian thì ở đây hàm cốt thì đạo hàm nó thành hàm trừ sin đúng không nhưng vì có dấu trừ ở đây nữa chính nó mất cái dấu trừ đi được chưa và ở đây hàm sin thì nó không phải là hàm chuẩn của dao động điều hòa chúng ta chuẩn hóa nó về hàm cốt thì chúng ta sẽ có biểu thức u ở đây bằng u không cốt omega t cộng phi trừ p trên hai do đó có thể nhận xét được là cái suất điện động cảm ứng thì nó trễ pha p trên hai so với từ thông Nhớ nhá, trễ pha pi/2. Và ở đây U0 thì chính là cái cụm này là NB nhân S nhân omega thì đây chính là biên độ của điện áp, biên độ của suất điện động cảm ứng. Nên phải nhớ những cái công thức này. Để tính cho nó nhanh. Bây giờ ta có cái ví dụ là cho khung dây phẳng quay trong từ trường đều, suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức là U bằng U0 cos omega t cộng pi/2. Cho suất điện động cảm ứng trước. Xác định góc giữa vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ lúc ban đầu là bằng bao nhiêu? Tức là xác định cái phi ấy thì các em sẽ có nếu mà phi B như thế này NBS cốt omega t cộng phi thì u nó sẽ bằng ở đây là trừ pi trên hai như thầy vừa nói là nó trễ pha pi trên hai đúng không? Và soi cái này vào trong này thì em sẽ thấy ngay là phi trừ pi trên hai nó đúng bằng pi trên hai đúng không? Do đó cái phi là bằng mấy? Pi. Tức là ban đầu ấy, thời điểm ban đầu ấy, là cái góc phi này là bằng pi. Đấy. Ví dụ tiếp là một khung dây quay trong một từ trường đều, suất điện động cảm ứng trong khung dây có biểu thức là u bằng 220 căn 2 cos 100 pi cộng pi trên 6 V tính từ thông qua khung dây lúc t bằng không thì bây giờ các em tính cái góc ban đầu rồi ráp vào công thức nó ra thôi thì các em cũng có phi b đây rồi các em sẽ có biểu thức u ở đây thì các em sẽ cho cái phi trừ pi trên hai này thì nó sẽ bằng mấy pi trên sáu từ đây các em suy ra phi bằng hai pi trên ba như cái ví dụ vừa rồi đúng không sau đó thì các em ráp vào cái từ thông lúc đầu t bằng không thì t bằng không thay vào nó bằng n nhân b nhân s nhân cốt phi thì n bằng bao nhiêu b s bằng bao nhiêu thì các em lưu ý này ở đây có n nhân b nhân s nhân omega là bằng hai trăm hai mươi căn hai này nhưng chúng ta sẽ có là phi B bằng 220 căn 2 mà chia cho omega đấy, là bằng 100 pi đúng không? Còn cốt của 2 pi trên 3 này nó bằng âm 1 phần 2 tính là được bằng âm 0,495 VB được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu thẳng vào cái cấu trúc của cái máy phát điện xoay chiều một pha đấy. Thì ở đây cái máy này nó có P cặp cực của 500 gồm có P cực N tức là cực Bắc và P cực S tức là cực Nam thì đây các cái cặp cực nó được bố trí như này. Một S thì xen giữa 2N và 1N thì xem giữa 2S. Ở đây thầy vẽ cho là hai cặp cực, tức là bốn cực, đúng chưa? Và với cái P cặp cực như vậy thì mỗi một cái cuộn dây ấy, thì nó đối xứng với một cặp cực cho nên ở đây chúng ta sẽ có là P cặp cuộn dây. Mỗi cuộn dây nó là n không vòng, cuộn nào cũng giống cuộn nào hết. Thấy chưa? Đây, chúng ta sẽ có là bốn cực này thì chúng ta sẽ có bốn cuộn dây giống hệt nhau. Được chưa? Và các cuộn này thì phải ghép nối tiếp với nhau. Đấy ghép nối tiếp với nhau thì nó phải đảo chiều à, cái điều này là hết sức tinh tế này mà ở trong sách các em cũng không nói tức là các cuộn phải đảo chiều là ví này này ví dụ như cái cuộn này cái mặt phải của nó hướng lên như này hướng này thì cái cuộn gần nó mặt phải hướng vào trong tại sao phải bố trí như vậy thì cái từ thông qua các cái cuộn dây nó mới cùng pha với nhau tức là từ thông qua tất cả các cuộn này giống hệt nhau luôn được chưa thì ở đây các em có thể nhìn thấy cái các cuộn dây bố trí ở trên cái stato của một cái máy phát đây, em thấy không? Các cuộn này cố định ở đây. Thế còn cái bộ nam châm của nó cũng thế, đây là cái nam châm của nó thì các cái cực đây này. Chứ khi các ráp cái này vào cái này á thì nó sẽ đối diện từng cái cực nam châm đối diện với từng cuộn dây một. Thì cái này trong thực tế có thể rất nhiều cuộn dây, thầy vẽ cho bốn cuộn thôi nhưng mà trong thực tế có thể 6, 8, 10, 12, 14 rất là nhiều nhá. Yeah. Thế bây giờ nó hoạt động như thế nào? Thì các biết là do các cái cuộn dây cạnh này nó đảo chiều nhau nhưng khi n đối diện ở đây chẳng hạn thì từ thông qua đây cực đại. Thì lúc bây giờ cái cuộn bên cạnh ép lại đối diện ở đây, từ thông qua đây cũng cực đại chứ không phải cực tiểu bởi vì thầy đã đảo hướng của cuộn dây này đi rồi. Kết quả là tất cả các cái cuộn dây này từ thông sẽ biến thiên giống hệt nhau, đồng thời đạt cực đại và đồng thời đạt cực tiểu, đúng chưa nào? Cái lúc n ở đây là cực đại thì lúc n nó quay sang đây nó sẽ là cực tiểu. Do đó mà khi mà cái cái nam châm nó quay được một vòng á thì nó sẽ đạt cực đại p lần. Nhớ chưa? có P cặp cực thì mỗi một cái cuộn dây như vậy nó đạt cực đại P lần và toàn bộ cái bộ cuộn dây đó nối tiếp với nhau nó sẽ đạt cực đại là P lần. Thế bây giờ nếu cái rotor to tức là cái nam châm này nó quay là N vòng trên dây mà mỗi một dây nó đạt cực đại là P lần như vậy thì cái số cực đại nó đạt được nó sẽ là n nhân P. Mà mỗi một lần đạt cực đại thì ứng với một lần kết thúc một chu kỳ dao động đúng không? Vì mỗi một chu kỳ nó chỉ có đạt cực đại một lần thôi. Do đó mà trong một dây nó sẽ đạt cực đại là n nhân P. Chính đây nó chính là tần số của cái từ thông. Và tần số của cái từ thông như này thì chúng ta có thể tìm được tần số góc của điện áp là omega bằng 2 pi nhân với np. Đấy. Nhớ nhá, cái công thức này tính thì n phải là n vòng trên dây. Nhớ chưa nào? Còn p là số cặp cực. Nhưng nếu bài toán nó cho n vòng trên phút thì nhớ là phải lấy cái n vòng trên phút đấy thì phải chia cho 60 thì nó mới ra n vòng trên dây. Cái chỗ đây rất dễ nhầm. Và lúc bây giờ cái biểu thức của điện áp cảm ứng là u bằng u0 cos omega t cộng phi với cái omega này nó bằng 2 pi np ở đây. Thì biểu thức ở đây là u0 thì các em có thể vận dụng là N nhân B nhân S nhân Omega được chưa? Mà N ở đây này thì bằng là 2PN không? Tại sao? Có P cặp cực tức là ứng với 2P cực thì ứng với P cặp cuộn dây tức là 2P cuộn dây mỗi cuộn dây là N không vòng nhưng ở đây sẽ là N sẽ bằng 2P nhân N không. Còn B nhân S là bằng Phi không là từ thông cực đại qua một vòng dây. Còn Omega thì bằng là 2PF tức là 2P nhân N nhân P thì đây chính là cái biểu thức để mà tính cái suất động cực đại do cái máy phát ra. Ví dụ một máy phát xoay chiều một pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây. 4 cuộn dây tức là p nó sẽ bằng 2, đúng không? 2 cặp cực. Giống nhau mắc nối tiếp, suất điện động phát ra có tần số là 50 Hz, tức là n nhân p nó sẽ bằng 50. Và giá trị hiệu dụng bằng 100 căn 2 V. Từ thông cực đại có mỗi vòng dây của phần ứng là 5 trên pi miliweber. Đây chính là phi 0 đấy. Tính số vòng trong mỗi cuộn dây, tức là các em phải tìm cái n0 là số vòng của một cuộn dây. Thì các em biết là u0 bằng nbs omega, nó chính là bằng 2pn0 nhân phi không nhân 2 pi như thầy đã nói rồi Thì ở đây rút ngay ra được là N0 nó sẽ bằng U0 là là biên độ của điện áp chia cho cái này Đúng không? Thì U0 bằng 200 Đấy. Bởi vì giá trị hiệu dụng là 100 căn 2 thì giá trị biên độ của nó phải nhân thêm căn 2 nữa thì bằng 200 Thế còn ở đây thì các em biết là là 4P này, P là bằng 2, 2 cặp cực Đây là 5 trên P, đúng không? Nhân với 10 mũ trừ 3 nhân 50 5 trên P mili VB thì các em phải nhân với 10 mũ trừ 3 để nó về VB Đấy còn 50 ở đây thì nó là tần số F 50 Hz thì tính được là N0 bằng 100 vòng. Như vậy có 4 cuộn dây mỗi cuộn là 100 vòng. Bây giờ ta xem một cái ví dụ là nối hai cực của một cái máy phát xoay chiều một pha vào hai đầu một ống dây của điện trở nội bằng 10 ôm. Tức là cái máy phát xoay chiều nó phát ra điện áp xoay chiều, ta đặt lên một cái điện trở thôi, có gì đâu. Khi rotor quay với tốc độ N vòng trên phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 1 a Nhưng mà khi quay với tốc độ 3N vòng đến phút thì cường độ hiệu dụng là căn 3A. À, tính cảm kháng zl của cái cuộn dây đấy khi rotor quay với tốc độ 2n vòng trên phút nhé yeah. Như vậy cuộn dây ở đây có điện trở nội bằng 10 ôm nhưng mà cái L bằng bao nhiêu ta chưa biết. Thì ở đây chúng ta biết này khi quay với n vòng trên phút thì cái điện áp của nó là u0. Là điện áp cực đại. Nó là điện áp xoay chiều nhưng biên độ là, là u0, được chưa? Thế còn cái cảm kháng của nó thì rất là là bằng omega nhân với nhân với L thôi, được chưa nào? Đây là thầy triển khai chi tiết ra chứ thực tế cái bài này cũng chả cần phải triển khai ra như này Các em chỉ cần nhớ là lúc bây giờ biên độ của dòng điện là Y0 nó sẽ bằng U0 mà chia cho Z Mà Z ở đây là Z của cái ống dây thì nó bằng căn của R bình cộng ZL bình Và theo bài ra thì vì nó là 1A cho nên là biên độ của nó là 1 nhân căn 2 là bằng căn 2 được chưa Khi mà quay với tốc độ 3N thì các em thấy là vì cái vì cái omega nó tăng lên cấp 3 chúng ta sẽ có cái điện áp có biên độ bây giờ sẽ là 3U0 và cái ZL bây giờ nó sẽ là bằng là vì là tần số gấp 3 thì nó sẽ bằng là 3ZL Do đó mà Y03 nó sẽ bằng 3U0 Thay thế này bằng 3U0 Còn cái tổng trở bây giờ là R bình phương cộng ZL nhân 3 nhưng khi nó bình phương là thành 9ZL bình phương Trong đó ZL là cái cảm kháng lúc mà quay N vòng Thì lúc mà quay 3N vòng thì bây giờ chúng ta có 9ZL bình phương Và ở đây nó bằng căn 3 Cho nên biên độ của nó bằng căn 3 nhân căn 2 sẽ bằng căn 6 Thì từ cái này thì chúng ta có thể thấy là Y01 đây, Y03 đây Thì chúng ta chia cho nhau thì chúng ta sẽ rút ra được là ZL bằng R trên căn 3 được chưa? Bởi vì mất U0 đi ZL bằng R đến căn 3 thì nó sẽ bằng là 5 căn 3 Vì R đã biết rồi, 10 ôm rồi Được chưa? ZL bằng 5 căn 3 Thì khi nó quay với cái tốc độ là 2N vòng trên phút Thì cái Z của nó sẽ bằng 2 lần ZL Chính 5 nhân căn 3 nhân với 2 là bằng 10 căn 3 ôm Đấy, thì cái này chúng ta dựa vào cái tỷ lệ của cái điện áp Và cái sự thay đổi của cái tổng trở để chúng ta tính Khi mà cái tốc độ vòng quay thay đổi Cái dạng toán này nó cũng rất là kinh điển